Nghe nói là em đi thi bằng lái xe hơi hả? Đúng rồi, em muốn hồ sơ xin việc làm của em phong phú hơn. Với lại nhiều khi sau khi em đã có bằng lái xe hơi rồi á, thì cái profile của em rồ hơn sao, đúng không anh? Nhưng mà bữa giờ em thấy nhức đầu quá à. Em cảm thấy cái nghề lái xe hình như không có hợp với em anh ơi. Ủa sao kỳ vậy? Anh nghĩ là em phải lái giỏi lắm chứ. Ừ, sao mà em lái giỏi được? Sao không giỏi, em là chuyên gia lũi mà. Em lũi lạng lách gì ghê lắm. Lũi lạng lách, dám giỡn với em vậy hả? Anh giỡn mà. Nè anh giỡn với em vậy thì được, nghe chưa? Chứ anh giỡn với người ta vậy riết hả, có ngày người ta đánh anh phù mỡ đó. Ủa sao phù mỡ? Anh chỉ giỡn với em thôi chứ giỡn người ta đâu. Mà nè, ủa lần trước em nói em thi rồi mà, sao bây giờ thi nữa là sao? Thì em thi rồi, nhưng mà là lần trước á, em thi lý thuyết, em đậu rồi. Bây giờ em chuẩn bị thi thực hành nữa nè, mới khổ chứ. Ôi chán quá, không biết vượt qua nổi không nữa anh ơi. Yên tâm đi, anh tin là em làm nổi mà. Đi đi nè. Không biết sau này em lái xe sao ha. Anh nghĩ chắc lái tốt, lạng lách tay lái lụa. Ý nói cái mặt em hay lạng lách tay lái lụa hả? Chuyên gia lưỡi nữa. Thôi à. Sao mà nhanh quá vậy nè. Trời ơi, cô bị sao vậy? Cô đập mạnh lên coi. Thầy ơi, nhưng mà bây giờ là nhanh lắm rồi. Đi đập nhanh thêm nữa sao chịu nổi hả thầy? Còn sao nữa? Trời đất ơi, cô chạy kiểu này lát ngủ gục mất tiêu bây giờ á. Dạ dạ. Đất ơi. Thôi thầy ơi, nhanh được hơn rồi. Cô chạy kỹ chưa? Mới có 10 cái số vợ kìa. Nhanh quá thầy ơi, nhanh quá, nhanh quá, cho cô xuống đi thầy ơi. Trời ơi, tôi dạy cô lấy bằng lái xe chứ có phải chạy cô thi con rùa đâu mà cô chạy ngang ngửa con rùa luôn á. Được không được không được. Con quéo tay quéo chân hết rồi nè thầy ơi. Chạy gì biết chừng nào mới có được bằng lái. Cho con xuống, cho con xuống. Thôi ăn cơm đi. Ủa cô Liễu ơi, hôm nay không có cái món thịt bò mà con thích đó hả? Không có món đó là con buồn lắm luôn á. Buồn thì kệ con, rảnh đâu mà nấu hoài. Dạ mà có gì ăn đó đi. Mời cả nhà ăn cơm. Chào cô Liễu, chào mọi người. Ăn cơm luôn nè My. Thôi không ăn đâu. Con sao vậy? Sao dễ xìu như cổng riêu vậy? Ăn chán chết luôn nè. Vụ gì? Chắc bỏ không thi bằng lái quá à, cô Liễu ơi. Sao vậy, tự nhiên tốn đóng tiền nhờ bỏ? Hay lái xe không có năng khiếu rồi. Lái xe mà cũng cần năng khiếu nữa hả? Đúng rồi đó anh, không phải chuyện giỡn đâu. Lái xe phải cần có năng khiếu thiệt á. Em lái vô được 20 km nữa là em đã thấy sợ muốn chết rồi. Đã vậy á, cho dù thầy có ngồi kế bên chửi em á, hay là ủng hộ em hay sao đi chăng nữa, em cũng khá lên được. Hồi nào giờ có thấy con vẫn đi xe hơi mà. Cô Liễu, được người ta chở với tự lái sao mà giống nhau được con. Em chạy nhanh quá ha. Nhanh hơn rùa luôn á. Ủa, nhanh hết mức của em rồi đó, không có nhanh hơn rùa nữa đâu. Em biết không, con đường này nè, người ta cho chạy 60 km. Em chạy, để em coi. Trời ơi, chưa tới 25 km/h nữa. Không được đâu anh ơi, tới đây là hết rồi, nhanh lắm rồi. Kìa, người ta đang bóp còi kìa. Trời ơi, làm gì bóp kèn dữ vậy? Người ta cũng phải biết là người ta đang tập lái chứ. Tập lái gì, người ta bóp còi đúng rồi. Mình cản trở người ta quá mà. Đang run lắm đúng không? Ê, làm gì vậy? Nè, cái chân anh làm cái gì vậy? Ôi, chạy. Ôi, đi em, lấy cái chân này. Lấy cái chân này. Chạy, được rồi, được rồi. Em sợ, em sợ mà. Chạy, được rồi, nhìn lái, nhìn lái, nhìn lái, được rồi. Ok, nhìn lái, rồi, nhìn lái. Đó, nhìn lái. Tập vô, tập vô, tập vô, tập vô. Tập vô, tập vô, tập vô. Ôi, làm gì vậy? Ôi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Trời ơi, đau tim quá. Anh này, anh làm trò gì vậy? Làm hết hồn gì à? Thì anh đang giúp cho em đó mà. Trời ơi, em chạy vậy, không biết chừng nào mới có bằng luôn. Từ từ từ, em cố gắng thôi. Không biết để em lần sau em ráng hơn được không? Chứ lần này chịu hết nổi rồi, đau tim quá à. Tim mình cũng đau quá. Không thể nào nhanh được hả thầy ơi?
bây giờ tới phiên tôi ăn ớt nè. Cô chạy cái kiểu gì thì chừng nào mới có bạn lái xe. Cô đạp nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên giùm tôi. Không được đâu thầy ơi, cũng không thể nào nhanh thêm được nữa. Đó, cô thấy chưa? Cô chạy còn chậm hơn người ta chạy bộ nữa rồi kìa. Cái chân ga nào mới tới phải. Cái gì vậy trời ơi? Ui da, ui da, ui da, ui da, ui da, ui da, ui da. Thầy, ủa hai thầy đổi ca cho nhau luôn hả thầy? Chạy nhanh lên. Thầy ơi, thầy nói giống như y chang thầy hồi nãy à. Chạy nhanh lên nhưng mà cũng chạy tới cỡ này thôi à thầy. Tôi không phải là thầy, chạy nhanh lên. Vậy là cô hả? Còn tôi sẽ là cô phải không? Cô thiệt không? Tao biểu mày chạy nhanh lên con quỷ cái. Thầy la em cũng không có chạy nhanh được nữa đâu. Em chạy nhanh hết sức có thể, thầy đừng có la em nữa. Thầy cái đầu mày á, tao là cướp đây. Chạy nhanh lên. Dạ. Sao đâu biểu mày chạy nhanh lên mà vẫn là ghê ghê vậy? Anh ơi, em xin lỗi. Tại vì em mới tập lái. Em chạy nhẹ nhanh hết sức rồi. Không anh thông cảm, anh đổi xe giùm em được không? Trời ơi, bạn cướp mình vô ngay cái xe tập lái. Tao biết mày đó. Mày chạy nhanh lên ra đâu đi? Tao biểu mày chạy nhanh mày ra mà sao mày vẫn là ghê ghê vậy? Chạy nhanh lên! Anh chạy cố gắng hết sức rồi. Mấy anh công an ơi, cứu em! Cứu em! Ê! Mấy người dí theo, tụi bắn con nhỏ này chết theo ra! Đừng dí theo, bắn em đi! Đừng dí theo! Đồng chí, em còn chưa có tin trước đã. Dừng lại chưa vậy? Dừng rồi anh ơi. Thì chạy chạy nhanh lên. Dạ. Sao mày cứ chạy hoài vậy? Không chạy nhanh được mà. Kéo của chiếc xe lên. Kéo chiếc xe. Chạy nhanh lên. Nó em đã nói rồi. Em đang tập lái em chưa có bằng mà anh đừng có nạt nữa. Em lại anh đừng có nổ em nữa. Trời ơi, mày làm ơn mày chạy nhanh giùm tao được không? Tao mới lại mày đó, mày chạy nhanh lên giùm tao đi. Em chưa có bằng lái mà không có chạy nhanh được đâu. Không biết đổi tàu nha anh. Tao cũng chưa có bằng luôn, mày chạy giùm tao được không? Bây giờ mày có bao nhiêu ga, bao nhiêu số mày đạp hết cho tao, lẹ lên. Không được mà, không có bằng mà. Quẹo phải đi. Từ, đừng hối em đem xin nhanh cái. Đỡ phải không? Ê, mày xin nhanh, mày báo hiệu công an. Dí theo tao hả? Tắt, không cần. Dạ, anh đừng la nữa. Anh ơi, hình như trước mặt là vô cao tốc hay sao á. Đúng ý tao rồi đó. Bây giờ mày đạp 100 cây số một giờ cho tao, lẹ lên. Không được, anh đừng có bằng lên. Chưa bao giờ vô cao tốc chứ không được đâu, không chạy được đâu anh ơi, nguy hiểm lắm. Bây giờ mày chạy không? Hay là muốn chết hả? Nhanh quá anh ơi. Mày chạy nhanh như vậy đó. Cả của bạn thân mình rồi. À đây, hạnh lên cái nữa nha. À,
Con đi, tao mệt quá rồi. Đau hết cái gì đấy ôi rồi. Mày dừng lại đi. Dừng lại ha, anh muốn dừng lại đúng không? Anh ơi, em muốn dừng lại mà kiểu lết bánh như trong phim á, là bấm chỗ này anh. Thôi đừng, đừng mày thấp vô lề. Mày thấp vô lề đi. Rồi, đợt cuối nha. Mày thấp vô lề. Ơi, bắt tôi đi, tôi đầu hàng. Tôi không dám ngồi xe nhỏ này nữa đâu. Tạm giác tạm đi. Tốc độ đã quá. Trời ơi, chạy tí ghê vậy. Thôi được rồi, trả xe cho anh đi. Lẹ. Hả? Không, em còn muốn chạy tiếp. Lẹ, nè. Alo, em đâu rồi? Về lẹ đi, trả xe cho anh đi lẹ đi. Em bị công an hốt rồi. Hả? Có ai ở nhà không? Cô ơi. Ai vậy? Vô đi. Chào chị. Có gì không? Dạ chào hai chị, em là Quý, cháu của cô Liễu. Không biết cô có ở nhà không ạ? Nhưng bỗng nhiên cậu nhóc này xuất hiện với nụ cười tỏa nắng, làm sưởi ấm cả con tim lạnh giá và mang tới cái ấm áp của buổi sớm mai mùa xuân. Cái gì bà nội này? Nội tâm tôi đang lên tiếng mà. Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, trái tim của mình lại nổi nhịp. Vậy là cô không có ở nhà. Em tính sang lắp cho cô cái máy phát điện. Máy phát điện? Ừ, dạ, nó sao ta? Nó chỉ là máy phát điện đơn giản thôi. Chỉ cần mình leo lên, đạp như xe đạp là nó tự động phát ra điện. Chỉ vậy thôi. Vậy em học bên kỹ thuật hả? Vâng ạ, em học năm 2. Còn hai chị? Mình tốt nghiệp rồi. Còn chị My thì đang học. Định dịch áo cho người sale lưng đúng không? Chị My đang học năm 4. À, vậy là em nhỏ hơn chị 1-2 tuổi. Thế thì mình xưng hô theo kiểu bạn bè ha. Xưng tên được không? Như vậy thì tốt quá. Dễ thương. Thế thì Quý xin phép Mai với My Quý ra nhà vệ sinh một chút nha. Mà công nhận á, thằng nhóc có đẹp trai thiệt chứ bộ ha. Mọc mũi thì sáng láng, nói thì ngọt ngào. Nói là con nào lọt cái lỗ tai gì đó luôn á bà. Nhưng mà thôi đi, hồi nãy á tôi thấy hết rồi nha. Thấy gì? Hai con mắt bộ nhìn nó chầm luôn, sáng rực cùng con đèn ô tô luôn á. Ủa thì sao? Chắc bà không có quá. Bị đặt hơn người ta gọi có một tiếng Mai thôi mà. Mơ mộng gì nè, bị đặt nói người ta. Mơ mộng rồi sao? Thì cũng lâu rồi có ai gọi tôi bằng cái tên Mai thân thương nhẹ nhàng đó đâu. Ê, nhân dịp này á, tôi với bà hẹn hò với thằng nhóc đẹp trai đó đi. Nghĩ sao vậy? Chuyện khó nghe vậy mà bà cũng nguyên lý là mình làm được hả? Khùng quá. Bé bụng quá. Xương với kiếm gì ăn không? Đi.
xuống bếp ăn thôi mà làm cái gì đồ rực rỡ quá vậy? Mà coi lại bồ đi, ăn mặc váy đuôi cá còn mặc gút trong nhà nữa. Kẻ tôi, bình thường tôi xuống bếp nấu ăn là tôi bận đồ này không à. Tôi xin lỗi nhá, tại nóng quá mà cứ tưởng Marimi đang ở trong phòng mà. Tại đây, ngay khoảnh khắc này, khi nhìn thấy cơ bắp chắc chắn của tiểu hoàng tử thì mình thấy hai ngày cuối tuần buồn chán bỗng nhiên trở nên có sinh khí hơn và tràn đầy thú vị. Quý, Quý muốn ăn gì? Để mai xuống bếp chuẩn bị cho Quý nha. Chị cảm ơn nha. Ủa, Mai với My, ăn mì gói mà sao lại ăn như mì Ý vậy? Nhà này ăn mì là vậy đó. My ăn cháo, My cũng ăn vậy mà. Mà ngon quá, ai làm vậy ta? Mình nấu mà. Mình nấu chính mà. Nhưng mà mình đem. Nhưng mình chuẩn bị nấu và mình là người nhắc xuống mà. Ra nhà không? Ai đó? Chắc Giao Hàng tới rồi. Hàng gì vậy? À, thì là cái máy phát điện mà Quý nói đó. Để Quý ra lấy nha. Tôi thấy bà hơi quá rồi đó. Dù sao bà cũng có người yêu em mà. Vậy bồ nhìn lại bồ đi. Thấy xấu hổ không? Không hề. Không tin được là cái máy đó có thể phát ra điện luôn. Ừ, cái này cũng đơn giản thôi. Tại vì ở đây có gắn thiết bị phát điện. Thì mình chỉ cần đạp lên cái bàn đạp này này, rồi bàn đạp này chuyển động, rồi sinh ra một dòng điện. Rồi cái dòng điện đó là dòng điện xoay chiều. Rồi nhờ đi ót bán dẫn, nó sẽ đưa ra một dòng điện một chiều cho mình sử dụng. Thế thôi. Ồ, thì ra là dễ như vậy. Hay ha. Hồi nãy giờ Mai để ý quá trời mà không hiểu gì hết trơn á. Nãy giờ bạn giải thích cặn kẽ muốn chết luôn mà sao Mai không hiểu vậy? Bồ cũng biết giả bộ quá ha. Ủa không giả bộ được bà tức hả? Việc đầu tiên ấy thì mình cần sạc pin cho nó. Có ai phụ Quý không? Mai. Việc này đơn giản lắm, chỉ cần leo lên đây, đạp lên Quý là được. Mai. Vậy Mai đạp với Quý nha. Ừ. Mai đạp với Quý đi, tí nữa My đạp Mai. Tí nữa My đạp với Mai. Quý ơi. Quý ơi. Sao mình phải gọt hành nhiều quá rồi Quý ơi? Tại riêng của Quý á, từ giờ Quý nhiều hành quá mà ăn không hết. Mà My có biết á, nếu hành hư sẽ sinh ra khí mê tan không? Ồ, vậy hả? Ừ đúng rồi, tại vì Quý muốn tạo ra dòng điện bằng khí mê tan đó. Ồ. Chắc My đang cay lắm đúng không? Có đâu. Nhưng Quý sự nghiệp của máy phát điện, cố gắng lên nha. Cố gắng lên thôi. Bà Mai nè. Quý nghe nói là Mai thích nghe nhạc đúng không? Mai thích nghe nhạc lắm. Mai thích nghe nhạc nào? Mai thích nghe nhiều thể loại nhạc. Nhưng mà Mai thích nhất là nhạc pop. Mai có sao không? Phải kìm lắm mình mới không liệm cái củ hành này vào đầu của nó. Cái mặt giả này thấy ghét thiệt. Quý ơi, My xong rồi nè. Quý có cần My phụ gì thôi không vậy? Ừ không, cảm ơn My nha.
chim coi. Từ nãy tới giờ bà đạp kiểu này bà nhịn lâu lắm rồi phải không? Bà mà nhịn nữa là bà bị bể bàng quang đó nha. Quý ơi, mày đi vệ sinh xíu nha, lát mày vô mày đạp sau nha. Ok Mai. Vy ơi, Mai đi rồi, Vy giúp Quý nha. Để Vy giúp Quý cho. Vy ơi, đạp xe thì ra đằng sau. Cái này, cái y. Đi rồi, đi thôi. Mình cùng nhau đóng băng chiếc xe đi chia xa. Quý biết là rất là mệt, nhưng hai bạn ráng đạp nhanh hơn một chút được không? Chậm hơn hồi nãy nhiều lắm rồi đó. Là ngồi chứ không phải là máy đâu mà. Đạp không được thì xuống đi. Đúng rồi, nhanh hơn nữa, một chút nữa đi. Suốt buổi tối hôm đó, rốt cuộc mình đã vì cái gì mà phải cực khổ đạp xe đạp chứ? Cái thằng nhóc đó mới sáng sớm hôm sau đã biến đâu mất tiêu. Đúng là chỉ được cái đẹp thôi chứ không được. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.